này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận, quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là ý hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận này thiện hiện đại Bồ Tát quán quả dự lưu, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán quả dự lưu hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán quả dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận, quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán quả dự lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán quả dự lưu hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán quả dự lưu hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán quả dự lưu hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận